大家好，我是小翠，今天我跟你们继续学习汉语。hôm nay mình cùng với các bạn tiếp tục học cái quyển Hàn ngữ thinh ni treo trống giáo trình nghe Hán ngữ. Hôm nay mình học tiếp tục học bài 1 các bạn nhé. Hôm nay học đến phần đối thoại quản khuê. Hội thoại nói về cái bữa tiệc tối. Đầu tiên là về sân xứ từ mới. Mình có cái file nghe và file sách đấy, bạn nào mà cần ý, muốn tự làm tự học ở nhà ấy, các bạn comment xuống phần bình luận. Mình sẽ gửi cái file nghe và file sách cho các bạn qua Gmail để các bạn in ra và tự nghe thêm ở nhà nhé.对话，晚会，生词，酒馆，卡拉 OK，听，酒吧。一酒馆là quán rượu. 二卡拉 OK là karaoke. 哈 karaoke là chang karaoke. 三厅 là phòng, hoặc là mình có từ ta thiên là đại sảnh. 四酒吧là quán bar. Tiếp theo là mình sẽ cho các bạn nghe cái đoạn hội thoại quán khuê, sau đó là trả lời câu hỏi. Đối với những cái bài hội thoại ngắn ý, các bạn có thể là nghe trước, sau đó là các bạn mới quan tâm phần câu hỏi là gì, các bạn có thể trả lời được luôn. Nhưng mà với cái trình độ của mình, hoặc là như các bạn đang học ở HSK3, thì có những cái đoạn hội thoại nó quá là dài ý. Các bạn không thể nào mà cho nó chạy hết một lượt để nghe được. Mình sẽ không nhớ đâu, mình sẽ không thể nhớ được hết ý. Cho nên là đối với những cái bài tập này, các bạn cần nghiên cứu những cái câu hỏi này xem họ hỏi gì, gạch chân những cái từ quan trọng. Sau đó là mình sẽ nắm chắc được cái nội dung về cái đoạn hội thoại đó người ta nói gì qua các câu hỏi. Đầu tiên là tìm hiểu về câu hỏi này. Y, tham ơn mình thiên quay sớm mơ chỉ xính hoàn khuê. Bọn họ ngày mai tại sao lại tổ chức tiệc tối? Mình thiên tàu quả khuê sư cha cha lì chủy xính khái sư chai phan tiên chủy xính. Cái buổi tiệc tối mai tổ chức ở nhà hay là tổ chức ở quán ăn? San, cha cha lì chủy xính hoặc khuê yếu sống mơ hảo chu. Tổ chức ở nhà thì có ích lợi gì? Yếu yếu sống mơ bu hảo tới ti phẳng. Và có khó khăn gì về địa điểm? Chai phan tiên nơ, ở cửa hàng thì sao? Sư, y xe chung của rấn chai phan, y xe chung của rấn chai phan tiên cân phẳng yếu. Chưa phan y ban giao tua cháng sứ chiên. Một số người Trung Quốc cùng với bạn bè ăn cơm ở cửa hàng. Y ban thường cần bao nhiêu thời gian? Quay sớm mơ tại sao? Chưa chỉ chai chai lỉ chưa phan nơ. Tự nấu ăn ở nhà thì sao? Ủ, xẻo chín tham ân xẻo chín tham ân của cha chỉnh phấn rầu chưa phan tự số hậu y ba chấm mơ chua. Cái đất nước mà cái đất nước của xẻo chín ý, khi mà mời bạn bè tới ăn cơm thường sẽ làm những cái việc gì, ví dụ như là đi ăn đi hát hay là làm gì đó, đi nhảy chẳng hạn. Liêu, mình thiên tổ quản khuây chí tiền khai sử cha chấm một ti phẳng. Cái bữa tiệc ngày mai, cái bữa tiệc tối mai mấy giờ bắt đầu và ở đâu, thì đó là toàn bộ cái nội dung mà người ta hỏi. Bây giờ mình sẽ để cho băng chạy và các bạn chú ý lắng nghe, sau đó trả lời câu hỏi nhé.小金，
后天是我的生日，我打算明天举行一个晚会，你觉得怎么样？好啊，我也参加。在哪儿啊？是在你家吗？在家里的话不太方便吧，我的房间比较小。在家里自己做比在饭店里吃便宜得多。没关系，去饭店吧。在家里的话，我和爱人要在厨房做饭，大家就不能聊天了。去饭店我们可以聊聊天，唱唱卡拉 OK 什么的。那好吧。哎，最近我发现有些中国人吃饭要吃很长时间。是吗？对，一般要吃三四个小时。要是6点开始吃的话，有时候可能会吃到9、10点钟。不对吧？我们家吃饭差不多半个小时就吃完了。哦，不是在家里，是在饭店跟朋友一起吃饭的时候。对，在饭店的话，吃饭的时间比在家里长一些。大家喜欢聊聊天，喝喝酒，吃完饭再唱唱卡拉 OK， 这样几个小时就过去了。你们国家请朋友吃饭的时候怎么样呢？我们国家一般是先在饭馆吃饭，时间不太长，一般不到1个小时。吃完饭要是还想玩，就去酒馆喝酒，或者去卡拉 OK 厅唱歌。你们吃饭的时候不喝酒吗？对，去饭馆就是吃饭，想喝酒的话去酒馆，想唱歌的话去卡拉 OK 厅。就是说你们吃饭、喝酒、唱歌是在不同的地方。对。现在中国很多年轻人也喜欢去酒吧、卡拉 OK 厅喝酒、唱歌。对了，小李，明天的晚会在哪个饭店？几点呢？在公司对面的那家饭店，6点，好吗？好。Bây giờ các bạn cùng mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên nhé. Câu 1 này.他们明天为什么举行晚会？因为后天是他的生日。因为后天是。明天的晚会是在家里举行，还是在饭店举行？在饭店举行。在家里举行晚会有什么好处？有什么不好的地方？在饭店呢？câu này mình sẽ trả lời gộp vào. Đầu tiên là tổ chức ở nhà trước các bạn nhé. Chơi chơi